Chương 11: Trận chiến mở màn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hu Thô. Hu Thô. Hu Thô. Nhà ở tại vùng ngoại thành Rio Buổi sáng mặc dù sẽ không bị thành phố ồn ào náo động đánh thức, nhưng cũng không có nông thôn, trấn nhỏ như thế ưu đãi, có Dodiro loại này thiên nhiên đồng hồ báo thức. Trên tủ đầu giường Hu Thô đồng hồ báo thức suy nghĩ vài tiếng. Mùa này sáng sớm thời tiết vẫn còn tương đối lạnh. Không người nào nguyện ý tại 6 giờ rời giường, dù là Rionin dạng này rất tự hạn chế người cũng giống vậy. Thitki, rời giường rồi. Đem gối đầu bên cạnh Pokeball mở ra, cho dù đối với nhân loại tới nói cái giờ này rời giường có chút gian nan, nhưng là đối với trường kỳ sinh hoạt tại giả ngoại Pokemon tới nói, lúc này đã là rời giường kiếm ăn thời điểm. Nhào nhào, Thitki từ Pokeball bên trong đi ra, Tiểu gia hỏa phẩy phẩy cánh phản phất tại duỗi người, Rionin phối hợp mặc quần áo. Tiểu Gia Hỏa cũng trong phòng phi đằng sau một lúc, khéo léo dừng ở nửa đậy bên cửa sổ hô hấp sáng sớm không khí mới mẻ. Trải qua hơn một ngày ở chung, Tiểu Gia Hỏa đã đối Rionin sinh ra nhất định ý lại cảm giác, Rionin tính tình tương đối ôn hòa, cùng ghi tính cách rất giống nhau, đây là một người một sủng sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy chung đụng được hòa hợp nguyên nhân chủ yếu. Piggie rất thích chính mình cái này ôn nhu huấn luyện gia, mà Rionin đồng dạng thích Piggie thông minh cùng nhu thuận kiếp trước hắn liền rất khát khao có được một con thuộc về mình Pokemon, bây giờ rốt cục đã được như nguyện, bởi vậy hắn cũng phá lệ trân quý. Pokemon là tâm tư phi thường thuần túy sinh mệnh, huấn luyện gia đối bọn chúng tốt, bọn chúng cũng sẽ dùng chính mình ôn thuần cùng trung thành để báo đáp chính mình huấn luyện gia, điểm này tại tính cách ôn hòa Piggy trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Piggy, đi thôi, chúng ta đi trước thể dục buổi sáng một hồi, sau đó lại trở về ăn điểm tâm lúc này mới 6 giờ rưỡi, ngoài cửa sổ bên cạnh trời mới tờ mờ sáng, Rionin lão mụ là 9 giờ mới lên bang, Kikiri nha đầu này tự nhiên cũng còn đang ngủ dứt thẳng, Rionin không có đánh thức các nàng, mặc quần áo tử tế sau rón rén đến phòng tắm rửa mặt về sau, đeo đầu khăn quàng cổ liền ra cửa. Thiết hiện tại chúng ta bắt đầu thể dục buổi sáng, ngươi dùng móng vuốt dẫn theo cái này túi hòn đá nhỏ bay trên trời, cũng không cho phép tục lại phía sau nha tối hôm qua giúp Thiết Ghi kiểm tra xong kỹ năng về sau, Rionin liền vì hôm nay huấn luyện làm một chút chuẩn bị, trước mắt cái này trang hai cân đá sỏi túi vải, chính là Rionin vì Thiết Ghi chuẩn bị giảng dị phụ trọng thiết bị. Cô cô, hai cái cạn màu hồng tím móng vuốt chăm chú bắt lấy túi sách tay, Thiết Ghi không tốn sức chút nào dẫn theo đá sỏi túi bay lên, bất quá Rionin cũng không có bởi vì Thiết Ghi nhẹ nhàng như vậy liền bay lên mà chủ quan. Dựa theo hắn thiết định chạy bộ sáng sớm lộ tuyến từ cửa nhà hắc ín đường cái một đường hướng bắc chạy chậm đến hôm qua lão ba dẫn hắn thu phục pitgy phía bắc sơn lâm ít nhất là nửa giờ lộ trình nếu như pitgy có thể kiên trì xong nửa canh giờ này ryonin mới có thể phán định pitgy thân thể có thể thừa nhận được cái này hai cân đá sỏi phụ trọng xuất phát vây tốt trên cổ khăn quàng cổ tướng lĩnh nơi cửa khóa kéo hoàn toàn kéo lên ryonin dẫn đầu hướng ra phía ngoài chạy đi không khí sáng sớm độ ẩm rất lớn hắc ín trên đường lớn lộ ra ướt sũng, chiều hôm qua dứt khoát lá rụng, lúc này cũng bị hạt sương thấm ướt mềm mềm nằm trên mặt đất. Thiết kỳ, tốc độ phi hành không nên quá nhanh, điều chỉnh hô hấp, để cánh vỗ cùng hô hấp tần suất bảo trì một cái hòa hợp tiết tấu bên trên, chú ý tiết kiệm thể lực. Mặc dù là chạy chậm, nhưng vẫn như cũ có từng đợt hàng phong đập vào mặt, như dao cắt ở trên mặt, để bình thường không thể nào chạy bộ sáng sớm Rio nin cảm giác phi thường khó chịu vừa mới há miệng nói chuyện miệng giống lắp đặt thêm ẩm ướt khí trong miệng phun bạch khí ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng cái này phương xa hắt ín đường cái sương mù mông lung phương xa để hắn đột nhiên nghĩ ngâm một câu thơ xúc động làm sao hắn tài sơ học thiển ngực không vết mực nghĩ nửa ngày cũng không có biệt xuất cái gì có ý cảnh từ ngữ chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một tiếng cái này sương mù có thế thật trắng mặc dù sáng sớm cũng không có người giống như hắn ở chỗ này chạy bộ sáng sớm nhưng toàn bộ quá trình bên trong vẫn là gặp hai chiếc xe, một cổ giống như là công ty nghiệp vụ viên vội vàng đi công tác mở xe nhỏ, một cái khác chiếc là bên này sớm nhất ban một xe buýt. Xe buýt sư phó vẫn như cũ là khuôn mặt quen thuộc, nhìn xem hô lấy bạch khí chạy bộ sáng sớm Rionin, còn có sau lưng dẫn theo cái túi vỗ cánh cố gắng phi hành tuyết ghi, xe buýt sư phó thổi còi sử dụng sau này mỉm cười lên tiếng chào. Xe buýt càng ngày càng xa, xe buýt tài xế ngắm nhìn kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ thân ảnh thật lâu không nói quả nhiên là hài tử của người khác a à. hô hô ghi thế nào có mệt hay không từ trung tâm thành phố hướng bắc một đường thẳng tắp dọc theo người ra ngoài hắt ín đường cái tại nên đón một cái lớn rẽ ngoặt thời điểm Rionin sáng nay chạy bộ sáng sớm xem như đến cuối cùng nhìn qua trước mắt sương mù mông lung thanh thúy tươi tốt sơn lâm kéo ra trên cổ khăn quàng cổ cùng cùng nhiệt khí hướng mặt ngoài bốc lên. Cô cô giống như Rionin mới đầu nghĩ, mặc dù Piggy ngay từ đầu là thoải mái mà mang theo cục đá cái túi bay lên, nhưng kiên trì ròng rã 41 phút chạy bộ sáng sớm xuống tới, Piggy cũng có chút tình trạng kiệt sức cảm giác, xem ra mấy ngày kế tiếp thể dục buổi sáng, Ghi trong túi đá sỏi trọng lượng, chỉ có thể giảm không thể tăng. Đem cái túi buông ra nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem có chút kiệt lực Piggy, rionin nhếch miệng cười một tiếng nói lúc này hắn động dạng thở gấp gáp không ngừng bình thường mặc dù tại học tập bên trên phi thường đầu nhập nhưng là rèn luyện thân thể phương diện rionin ngược lại là thật không có chú ý đây là lần thứ nhất làm cao cường như vậy độ thể dục buổi sáng nếu như không phải làm người hai đời ý chí lực tương đối cứng cỏi đoán chừng hắn thật kiên trì không xuống trời chậm rãi sáng lên chừng sáu giờ rưỡi đi ra ngoài hiện tại đã là bảy giờ mười hai trong rừng sương mù đã tán đi rất nhiều, lúc này đêm tập tính hoang dại Pokemon, cũng tuân theo chính mình ban ngày nằm đêm ra sinh hoạt quy luật, trở lại trong sào huyệt nghỉ ngơi, thích ban ngày hoạt động hoang dại các Pokemon, giờ phút này cũng thời gian dần qua vừa tỉnh lại. Thích ban ngày hoạt động hoang dại Pokemon, không có đêm tập tính hoang dại Pokemon nguy hiểm như vậy, nhưng Rionin vẫn như cũ không dám thư giãn chủ quan, mang theo thiết ghi cũng chỉ là tại rừng tích ngoài rìa đi dạo. Chi Chi, không biết Rionin cùng đám ghi này cộng tác nhìn tương đối tốt khi dễ, đi tới đi tới đột nhiên từ một cái mọc đầy rêu xanh gỗ một gốc cây bên trong, thoát ra một con rác ta tới. Một thân màu tím sáng mềm da lòng rác ta giờ phút này lay động ri chuột, lộ ra sắc bén răng cửa hướng Rionin phát ra khiêu khích Chi Chi âm thanh. Rác triển khai tư thế, bò lỗng ngỗng tiểu thân bản phản phất giống chuẩn bị chụp mồi mạnh thú, Sáng mềm da lông dưới xinh đẹp mông eo cơ bắp đường công hiển thị rõ giả tính vẻ đẹp. Ghi chuẩn bị nghênh chiến. Đây là Rionin có được chính mình Pokemon đến nay, tiếp thụ lấy trận đầu đối chiến, mặc dù đối phương chỉ là một con Rattata, nhưng đối với đồng dạng đẳng cấp rất thấp Ghi tới nói, không khác là một cái cường đại đối thủ. Chi chi, Rattata đoạt tại Ghi phía trước phát động tiến công, nhỏ nhắn xinh sáng thân thể linh xảo vô cùng trốn chân đặc tính không chỉ có là để rác ta ta chạy trốn vận tốc độ rất nhanh, lúc này khởi xướng tiến công tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Nhạc thuộc tính Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thiết bay lên kéo dài khoảng cách, sử dụng goose, gió xoáy Mặc dù mới dẫn theo hai cân đá sỏi bay 40 phút, thể lực tiêu hao đến có chút nghiêm trọng, nhưng lúc này đối mặt Trát Ta khiêu chiến, Piggy cũng nghiêm túc, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vỗ cánh bay cao rất là linh hoạt né tránh Trát Ta va chạm. Ba, nhanh chóng gió lốc lôi cuốn lấy xương sớm, hung hăng phá tại Trát Ta trên thân, băng lạnh gió rét thấu xương đánh cho Trát Ta chi chi trực khiếu, ngay từ đầu khí thế hung hăng Trát Ta lúc này giống mùa đông rét lạnh bên trong thú nhỏ, co ro thân thể tại tràn đầy lá rụng trên mặt đất muốn tìm một cái cản tránh gió. Piggy, thừa dịp hiện tại, quyết ác tác, điện quan nhất thiểm. Mặc dù Pitki là hôm qua mới vừa thu phục, trước mắt càng là lần thứ nhất chỉ huy Pitki tiến hành đối chiến, nhưng Pitki cùng Rionin phối hợp biểu hiện được lại là ngoài dự liệu ăn ý. Cô ở trong mắt Rionin phi thường nhu thuận an tĩnh Pitki, giờ khắc này ở chiến đấu mà biểu hiện đến phá lệ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tràn ngập chiến ý mắt nhỏ sáng tỏ có thần, goose, gió xoáy áp chế xuống trác ta, ta giờ phút này hoàn toàn co lại đến mặt đất lá rụng bên trong. Tiếp thụ lấy Rionin chỉ lệnh, tiết ghi hạt vũ cánh bỗng nhiên một cái, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể toát ra lấy oánh oánh bạch quang, phản phất trong đêm tối hai viên đá cụi va nhau đụng phát ra đống lửa nhỏ. Quyết ác tác, điện quang nhất thiểm. Lại được xưng là điện quan thạch hỏa, bộc phát thức gia tóc dưới, để ghi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngưng tụ ra kinh người lực trùng kích, một cái lao xuống va chạm, Sắc bén nhọn mỏ giống một đầu mũi tên đâm vào Rattata trên thân, trực tiếp cho đối phương tạo thành thương tổn cực lớn. Chi chi Rattata phát ra một tiếng gào thét, đậu đen mắt nhỏ hóa thành mê mùi hình dạng xoắn ốc, quả quyết đã mất đi năng lực chiến đấu, trận chiến đấu này tại Rionin cùng pitki ăn ý phối hợp xuống, rất nhanh liền kết thúc. Piggy, ngươi làm được rất không tệ nha." Rionin mặt mỉm cười hướng Piggy khích lệ nói, có huấn luyện gia chỉ huy Pokemon sức chiến đấu đích thật là muốn lên thăng một cái cấp độ, Rionin không có đối chiến vòng tay, bởi vậy cũng không nhìn thấy Rattata đến cùng là nhiều ít cấp, bất quá nghĩ đến cùng nhà mình tuyết đẳng cấp không kém nhiều. Có thể đánh bại Rattata hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rionin hài lòng nhất chính là Piggy cùng hắn ăn ý phối hợp, tiểu gia hỏa phi thường thông minh, vô luận là tại đối với hắn chỉ lệnh lý giải bên trên, vẫn là chỉ lệnh chấp hành bên trên, Rionin đều tìm không ra cái gì mau bệnh cô cô trước đó còn không có bị Rionin thu phục thời điểm, tại giả ngoại sinh hoạt Ghi không ít đánh bại rattata loại này đối thủ, nguyên bản qua quyết bình bình chiến tích, lúc này lại có thể có được chính mình huấn luyện gia khích lệ, Ghi cũng lộ ra vô cùng vui vẻ. Đinh đinh đánh bại cảng đường rattata, trong lúc hắn dự định tiếp tục đi tới, một đóa từ trên thân rattata dâng lên sương mù mông lung khối không khí, còn có hai cái vẫy đi ra hơi mờ phát sáng tiền xu, để Rionin thần sắc không khỏi sững sờ đây là cái gì? Đinh, kinh nghiệm, 13 đinh, nhặt đến lực lượng thuộc tính, một đinh, nhặt đến thể lực thuộc tính, một đột nhiên Rionin bên tai truyền đến đinh đinh tiếng thanh minh, tại Rionin ngu ngơ trong ánh mắt, từ trên thân rác ta phiêu lên mịt mờ sương mù đoàn cùng hai cái hơi mờ phát sáng tiền xu nhanh chóng tan vào kích ghi trong thân thể. Cô đối với mình thân thể biến hóa, Piki ghi so với Rionin người đứng xem này càng thêm rõ ràng, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tuyết Ghi đột nhiên phát hiện chính mình giống như lực lượng mạnh lên, bởi vì thể dục buổi sáng cùng chiến đấu mới vừa rồi có chỗ tiêu hao thể lực, giờ phút này cũng khôi phục một chút. Nhặt thuộc tính sao? Không nghĩ tới ta lại còn có bàn tay vàng. So với Tuyết Ghi không rõ ràng cho lắm, Rionin người xuyên Việt này tâm tư không thể nghi ngờ muốn càng thêm linh hoạt rất nhiều, từ vừa rồi trong nháy mắt trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Rionin trong lòng có một cái để hắn mừng như điên suy đoán là một người người xuyên Việt, hệ thống, bàn tay vàng. Cái gì phản phất đã sớm thành tất phối, lúc trước Trionin cũng từng có phương diện này mong đợi, bất quá về sau hắn phát hiện vận mệnh cũng không có chiếu cố hắn, thời gian dần qua hắn cũng liền đem chuyện này quên đi. Một lòng đâm vào biển sách bên trong học tập Trionin, chuẩn bị tiếp cận chính mình chăm chỉ cùng tri thức, chậm rãi để cho mình cuộc sống bình thường biến thành càng thêm đặc sắc lên thời điểm, không nghĩ tới hắn đột nhiên phát hiện chính mình cái này người xuyên Việt cũng không có bị vận mệnh nữ thần vứt bỏ. Mặc dù đối với mình cái này bàn tay vàng còn không có một cái rõ ràng hiểu rõ, nhưng hắn đã cảm thấy mình tương lai đường giống như biến thành rộng thoáng rất nhiều. Hệ thống Hệ thống, nghe được xin trả lời. Rionin cảm xúc có chút kích động ở trong lòng mặc niệm đến, bất quá để hắn có chút im lặng là, trong đầu cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì trả lời. Siri, mở ra menu. Phản phất cảm giác được ngưng trệ bầu không khí có chút xấu hổ, Rionin lại chưa từ bỏ ý định ở trong lòng kêu một tiếng. Trong đầu vẫn không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại, bất quá Rionin trước mặt ngược lại là thật xuất hiện một cái màn hình, menu một lục vô cùng đơn giản, đơn giản thậm chí có thể dùng keo kiệt để hình dung. Tin tức, Pokemon, ba lô, ba cái xanh biết quan khối theo thứ tự sắp xếp ở trước mắt màn ánh sáng bên trên, Rionin thử dùng tay đi sờ lên, tay trực tiếp từ trong màn ảnh xuyên qua, Rionin kỳ quái cử động ngược lại để biết ghi hơi kinh ngạc, giống như ở trong mắt nó Rionin trước mặt cũng không có cái gì màn hình đồng dạng. Cái này màn hình chỉ có chính ta mới nhìn nhìn thấy sao? Gặp tiểu gia hỏa nghiêng đầu qua hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chầm chầm vào hắn nhìn, Rionin trong lòng cũng kịp phản ứng. Tin tức, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, lần này hắn lại thử nghiệm dùng ý thức cho trong đầu thần bí bàn tay vàng chương trình hạ đạt chỉ lệnh, quả nhiên menu bên trên cái thứ nhất, tin tức, quan khối bị điểm đánh một chút. Mà trước mắt hắn màn ánh sáng lại một lần nữa phát sinh cải biến. Tính danh Kiki Rionin, giới tính 5. Tuổi tác 13. Lực lượng 4. Thể lực 6. Trí lực 8. Mị lực 9. Nắm giữ Pokemon số lượng 1. Đợi phân phối điếm thuộc tính 13. Keo kiệt cùng món chính đơn không có sai biệt keo kiệt, toàn bộ, tin tức, trong màn ảnh chính là đối với hắn người giới thiệu sơ lược, hắn còn mong đợi phía dưới có quan hệ với hắn càng nhiều miêu tả, tỉ như nói nhiều năm như vậy chăm chỉ học tập, hắn đọc qua những sách vở kia, nắm giữ phương diện kia tri thức, có cái gì năng khiếu, biết cái gì kỹ năng, nhưng mà đằng sau không có cái gì, toàn bộ trong màn ảnh chính là một đầu số liệu miêu tả, bất quá ngược lại là cái kia đợi phân phối điếm thuộc tính để hắn lưu ý một chút. Cái này đợi phân phối điếm thuộc tính giống như cùng tuổi tác có quan hệ. Rionin trong lòng nghĩ một chút, yên lặng trước cho mị lực tăng thêm một điểm, sau đó còn lại 12 giờ thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực bên trên, nhìn xem người giao diện thuộc tính bên trên trí lực phía sau số lượng từ 8 biến thành 20, mị lực thuộc tính giá trị từ 9 biến thành 10, Rionin trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười hai bên đều tiếp cận cái số nguyên, cũng là xem như trong lòng cái kia một điểm ép buộc chứng tại quấy phá đi, mặc dù là một người huấn luyện gia, tự thân tố chất thân thể cũng có được nhất định yêu cầu, nhưng thể lực, lực lượng cái gì đều có thể thông qua huấn luyện thường ngày tăng lên, bởi vậy hắn không chút do dự trân quý điểm thuộc tính cơ hồ đầy đủ thêm tại trí lực bên trên. Cảm giác đầu óc là linh hoạt rất nhiều. Trước đó ngồi sổm ở thư viện nhìn qua rất nhiều sách, nguyên bản đã quên đi tin tức, lúc này cũng rõ ràng hiển lộ tại trong trí nhớ, không chỉ có như thế, hắn cảm giác chính mình tâm tư chuyển động tốc độ cũng thay đổi nhanh. Phản phất giống một đài máy vi tính bộ nhớ cùng vận hành tốc độ đều chiếm được tăng lên, loại cảm giác này rất là kỳ diệu mà lại vô cùng thoải mái. Về phần cái kia một điểm mị lực giá trị, Rionin ngược lại là không có cảm giác gì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Keo kiệt nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio mở ra pokemon menu rionin lại thử cho trong đầu chương trình hạ đạt chỉ lệnh mặc dù mới vừa mới tiếp xúc nhưng rionin đã cho mình cái này bàn tay vàng đánh lên keo kiệt cùng cứng nhắc nhãn hiệu không có chút nào trí năng cùng nhân tính hóa phải biết những người khác hệ thống bàn tay vàng cái gì cũng còn có cửa hàng rút thưởng tuyên bố nhiệm vụ tác dụng như vậy nhưng hắn cái này quả thực là mấy cái thế kỷ trước bị xuyên càng người đào thải không muốn, keo kiệt đến cực hạn. Picky, đẳng cấp, năm thuộc tính, Norman vì tính cách. Thông minh, cố gắng đặc tính. Sắc bén ánh mắt, tráng kiện cơ ngực, thể lực, 40 công kích, 45 phòng ngự, 40 đặc công, 35 đặc phòng, 35 tốc độ, 56 tổng hợp, 251 kỹ năng. Tác cờ, va chạm, sơ cấp, sen attack, tung cát, sơ cấp, Goose, gió xoáy, trung cấp, quyết ác tác, trung cấp, cái thứ hai menu một lục tuyển hạng bên trong, là viết ghi bản thông tin, các phương diện năng lực cùng chiều hôm qua hắn tại thư viện thẩm tra không hề có sự khác biệt, viết ghi cá thể tổng hợp số liệu cùng chủng tộc giá trị trung bình, không nhiều không ít vừa lúc là 251. Ngoại trừ tính cách cột bên trong thông minh, cố gắng miêu tả để Rionin chú ý một chút, cũng chỉ có kỹ năng bên trong, Goose, gió xoáy, cùng quyết ác tác đằng sau đánh dấu trung cấp, nhìn hơi có chút sáng chói. Đương nhiên còn có biết ghi đặc tính cột đằng sau biểu hiện là u ám tráng kiện cơ ngực đặc tính. Cái này giống chương trình đồng dạng bàn tay vàng quá đơn sơ, rất nhiều thứ đều không có cách nào hiện ra. Đối với biết số liệu, Rionin cũng không có thất vọng, hắn vẫn như cũ là ngay từ đầu ý nghĩ, cùng thu phục một con thân thể phát dục vượt xa bình thường biết ghi, hắn càng thiên hướng về thu phục một con đầu thông minh tiểu gia hỏa siêu cao trí lực cũng là tiềm lực một loại. Chiến đấu mới vừa rồi Thiết Ghi cùng hắn phối hợp đến phi thường ăn ý, đối với cái này Rionin đã phi thường hài lòng, đem trước mắt cái này tiểu gia hỏa làm chính mình ban đầu Pokemon, Rionin vẫn như cũ cảm thấy đây là một cái sáng suốt quyết định. Nơi này còn gì nữa không? Đang chuẩn bị xem xét ba lô và bản khối, Rionin đột nhiên phát hiện Pokemon bản khối còn có một cái lật giấy tử chuyên mục. Thiết ghi, thể lực, 40G, công kích, 45G phòng ngự, 40G đặt công, 35G đặt phòng, 35G tốc độ, 56C tổng hợp, 251 chuyển qua sau tử chuyên mục càng thêm ngắn gọn, ngoại trừ các phương diện năng lực giá trị vẫn còn, cái khác đẳng cấp, tính cách, đặc tính, kỹ năng. Toàn diện biến mất không thấy. Bất quá khác biệt lớn nhất là mỗi một cột thuộc tính giá trị, đằng sau đều là dùng có nhan sắc ngang trụ hình dáng biểu đồ bày ra, đồng thời còn có chữ cái đánh giá ngoại trừ tốc độ một cục trụ hình dáng đồ biểu hiện màu lam, còn lại năng lực giá trị trụ hình dáng đồ đều là hiện lên màu xanh lá, mà lại cho điểm bên trên trị số vì 56, lại biểu hiện là màu lam tốc độ năng lực cũng đành phải đến một cái cấp C đánh giá, còn lại cấp D đánh giá càng là chói mắt vô cùng. cái này khiến trong lòng nguyên bản đối tiếc ghi rất hài lòng Rionin, nhanh chóng quan bế trước mắt tử chuyên mục, mở ra tổng menu cái thứ ba bản khối ba lô. tốt a. À? ta liền không nên ông quá lớn kỳ vọng. Nhìn xem rỗng tuyết ba lô màn hình, Rionin vuốt vuốt mi tâm đem chính mình cái này bàn tay vàng chương trình quan bế, ngắm nhìn trong rừng càng lúc càng mờ nhạt mỏng sương sớm, Rionin ép buộc chính mình quên tân thủ gói quà loại này tưởng niệm. Xem ra cái này keo kiệt bàn tay vàng giá trị, chủ yếu thể hiện tại nhạc thuộc tính lên. Không hổ là trí lực điếm thuộc tính đi đến 20 năm nhân, Rionin lắc lắc đầu phân tích chính mình cái này bàn tay vàng có thể mang đến cho mình giá trị. Bất quá nghĩ đến cái này nhặt thuộc tính hẳn là cũng không có đơn giản như vậy, chỉ là hiện tại ta còn chưa phát hiện thôi. 20 điểm trí lực thuộc tính Rionin, ngón tay nắm xoa cầm, trong lòng âm thầm nghĩ tới, lại keo kiệt cũng tốt xấu là một cái bàn tay vàng, nếu như đối với thực lực mình tăng lên không có lớn trợ giúp, vậy hắn mới thật cảm thấy kỳ quái. Sột sột soạt soạt. Tại Rionin bên này nghiên cứu bàn tay vàng thời điểm, trời đã hoàn toàn sáng lên, nhánh cây, cây cỏ chảy xuống hạt sương, ngọn cây bên trên còn có một số sương mù không có triệt để tán đi, bất quá toàn bộ rừng lại trở nên náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút hoang dại Pokemon khắp nơi toán loạn, xa xa nhìn qua Rionin cùng Piggy, cũng không có giống trước đó con kia Rattata như thế xong lại phát động công kích. Piggy, nơi đó có chỉ Caterpie, dùng tác cờ Va chạm trước mắt chỉ là phổ thông thể dục buổi sáng, chờ một lúc ăn cơm xong đi ra mới chính thức bắt đầu huấn luyện, bởi vậy trước mắt Trionin cũng chỉ là giúp Pitt ghi chọn một chút đối thủ thích hợp, rèn luyện một chút nó năng lực chiến đấu. Phanh mới từ chạc cây lá kén bên trong chui ra ngoài, trong miệng thốt ra côn trùng tia một mặt dính tại trên nhánh cây, giống một cây lên xuống dây thừng, đem Caterpie chậm rãi sâu để xuống, mềm mại màu xanh lá thân thể nằm nhoại vài miếng mầm lá bên trên nhanh chóng gặm ăn chỉ là Caterpie làm sao cũng không có nghĩ tới là, nó sáng sớm vậy mà đụng phải tai bay và gió, mình bị thiên địch tuyết ghi theo dõi, thấy đối phương một cái liễm cánh lao xuống, nhát gan Caterpie dọa đến nằm nhoại trên lá cây rung lẩy bẫy. Phanh Tác cờ, va chạm, tuyệt chiêu mặc dù là hệ bình thường cơ sở kỹ năng công kích, nhưng là lực sát thương hay là vô cùng khả quan, đỉnh đầu tượng bên trên mọc ra sừng nhọn Rihon, Toros, Nidoking cái này Pokemon, tùy ý sử dụng tác cờ, va chạm tuyệt chiêu đụng ngã một cây 10 năm đại thụ là không thành vấn đề thiết kỳ của Rionin không có onit thể trọng cũng không có toros gốc nhọn nhưng bén nhọn mỏ chim lại là một kiện tăng phúc tổn thương lợi khí đỉnh lấy nhọn mỏ đâm vào caterpillar trên thân thân thể yếu ớt caterpillar trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu đinh kinh nghiệm 11 đinh thể lực bị một nhảy tiền xu đinh đinh âm thanh lần nữa tiếng vọng ở bên tai Caterpie trên thân lần nữa dâng lên một đoàn hơi nước trắng mịt mờ sương mù, còn có một viên hơi mờ phát sáng tiền xu lơ lửng giữa không trung, bất quá so với trước đó đánh bại Rác -ta gia tăng 13 điểm kinh nghiệm, cùng lực lượng, thể lực 2 điểm thuộc tính giá trị, thu hoạch lần này muốn ít đi rất nhiều. Pokemon gọi gặp Piggy hấp thu xong kinh nghiệm sương mù đoạn cùng thuộc tính tệ, Rionin lần nữa mở ra Piggy giao diện thuộc tính, mặc dù hấp thu một viên thể lực thuộc tính tệ, nhưng thể lực chuyên một bên trên trị số vẫn như cũ biểu hiện chính là 40. Gia tăng một điểm thể lực thuộc tính, nhưng bản bên trên thể lực thuộc tính nhưng không có biến hóa, nhìn như vậy giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện chính là Piggy chủng tộc đáng giá sao. Chủng tộc giá trị cùng Pokemon cá thể giá trị liên hệ mật thiết nhất, chủng tộc giá trị có thể hiểu thành một cái khổng lồ chủng tộc cá thể năng lực giá trị trung bình, chủng tộc giá trị nói như vậy tại mấy chục năm thậm chí trên trăm năm bên trong, chỉ cần cái này Pokemon tộc đàn chỉnh thể bên trên cũng không có phát sinh tố chất bên trên trên phạm vi lớn tăng giảm, trên cơ bản liền sẽ không có cái gì biến động. Cá thể giá trị cũng chỉ là bởi vì Pokemon tính cách, đặc tính chờ tiên thiên điều kiện khác biệt, các phương diện năng lực cùng chủng tộc bình quân trình độ có điều khác biệt, có Pokemon tiên thiên điều kiện so với chủng tộc giá trị giá trị trung bình cao, có so với giá trị trung bình thấp. Vừa rồi tăng lên một điểm thể lực thuộc tính, nhưng thuyết ghi tin tức mô bản bên trên cũng không có hiện ra. Rionin suy đoán mô bản biểu hiện chính là thuyết ghi tiên thiên tiềm lực, mà không phải hậu thiên năng lực biến hóa. Chiến đấu sau nhặt được hậu thiên thuộc tính giá trị trình độ nhất định có thể thay thế huấn luyện thường ngày, đây coi như là gặp may, bất quá chỉ là không biết có thể hay không nhặt được gia tăng tiên thiên tiềm lực điếm thuộc tính. Đối với cái này Rionin trong lòng cũng phi thường mong đợi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Hai bối nhân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Rionin không có mù quán mà để Pip tiến hành đối chiến, dù sao vừa rồi chạy bộ sáng sớm đã để tiểu gia hỏa thể lực có chút tiêu hao, tiếp xuống một người một sủng ngay tại sơn lâm biên giới đi dạo, hái được mấy khỏa hoang dại orange Berry giúp Pip ghi khôi phục một chút thể lực, thuận tiện tìm kiếm một cái thích hợp chờ một lúc huấn luyện sân bãi. Pip chúng ta đi về trước đi có Oran Berry khôi phục một chút thể lực, bất quá đường về thời điểm, Rionin vẫn là đem trong bao vải đá sỏi lấy một nửa đi ra, giai đoạn này Pitki thân thể tương đối yếu ớt, lúc huấn luyện nhất định phải đem khống tốt một cái độ, không phải rất dễ dàng để Pitki thân thể lưu lại ám thương. Cô cô màu vàng mặt trời mới mọc đã thăng tại ngọn cây phía trên, sáng sớm hàng ý nhanh chóng rút đi, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên mặt bên trên ấm áp, sáng nay đột nhiên hiển lộ ra bàn tay vàng, để Rionin nổi lòng vẫn còn có chút không cách nào yên lặng. Hắn đang tự hỏi như là trình độ lớn nhất vận dụng chính mình bàn tay vàng, để tiết ghi thực lực nhanh chóng tăng lên. Áp suất huấn luyện thường ngày thời gian, đem càng nhiều tinh lực dùng để làm đối chiến huấn luyện, thông qua nhạc thuộc tính đến đề thăng tiết ghi thực lực sao. Bất quá luôn cảm giác có chút không ổn. Thiết ghi tự nhiên là không rõ ràng Rionin giờ phút này xoắn suýt tâm tư, chỉ nhắc tới lấy trước đó một nửa trọng lượng đá sỏi thiết ghi, vỗ cánh không vội không chậm cùng đến Rionin sau lưng, so với vừa rồi hai bên chiến đấu nhặt mấy điểm thuộc tính giá trị, vừa đi vừa về cái này hai chuyến phụ trọng phi hành, tuyết ghi thể lực đạt được trèn luyện phải hơn rất nhiều. Chỉ là Rionin cái này bàn tay vàng quá mức đơn sơ, cũng không thể cho thấy tuyết ghi giờ phút này kỹ lưỡng hơn năng lực số liệu biến động, đối với cái này Rionin vẫn còn có chút tiếc nuối. Nghỉ ngơi một chút đi, ta đi giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn hai loại phối liệu đồ ăn đều trang một điểm, đây chỉ là bình thường nhất Pokemon đồ ăn, ngoài trừ no bụng khôi phục tinh thần bên ngoài, cũng không thể tăng lên tiết phương diện nào đó năng lực. Bất quá tiết ghi cũng không kén ăn, đã có sẵn đồ ăn đã rất khá, tính cách ôn thuần nhu thuận tiết mặc dù không giống rất nhiều hệ thảo Pokemon như thế uống nước, chính mình phơi nắng tiến hành sinh thi, sự quan hợp là được, nhưng tổng thể tới nói tiết xem như rất tốt nuôi sống. Bất quá Pitki mặc dù tốt nuôi sống, nhưng Rionin cái này làm huấn luyện gia, lại không thể không có một chút truy cầu. Bình thường mỗi tháng lão mụ cũng sẽ cho hắn một chút tiền tiêu vặt, bởi vì biết sau này có Pokemon sau tiêu xài tương đối lớn, ngoại trừ cần thiết tiêu phí, đại bộ phận hắn đều là vùng trộm toàn. Liên minh trong thẻ còn có hơn 6.000 khối tiền, kế tiếp là giúp Pitki mua sắm tốt hơn Pokemon đồ ăn đâu. Vẫn là mua một chút Pokemon Lock nhằm vào khác biệt Pokemon chế biến ra tới đồ ăn, trường kỳ dùng ăn dưới là có thể tăng lên Pokemon năng lực, Pokemon cùng Pokemon đồ ăn có chút giống nhau công hiệu, bất quá cả hai cũng có chỗ khác biệt. Pokemon đồ ăn cần trường kỳ dùng ăn mới có hiệu, nếu như chỉ là ngẫu nhiên mua chút tốt Pokemon đồ ăn cho Pokemon ăn, chuyện này chỉ có thể xem như đánh một chút nha tế, cải thiện một chút sinh hoạt, ăn xong tiêu hóa kéo về phía sau liền không có mà pokelock thì là một loại có thể nhanh chóng có hiệu lực thuốc bổ cho pokemon cho ăn về sau tương ứng năng lực liền sẽ đạt được tăng cường thấy hiệu quả tốc độ so với pokemon đồ ăn thực sự nhanh hơn nhiều nhưng kẻ sau dễ dàng sinh ra kháng tính một loại pokelock ăn được sau một thời gian ngắn tăng cường pokemon đặc biệt năng lực công hiệu liền sẽ suy giảm cho đến hoàn toàn biến mất nếu lại thông qua pokelock loại này đường tắt tăng cường pokemon năng lực liền phải cao hơn nửa đẳng cấp pokelock càng thêm hy hữu phối phương. Mà Pokemon đồ ăn bởi vì thấy hiệu quả chậm, bởi vậy cũng không thể lượng khối lập phương loại thiếu sót này. Tốt hơn Pokemon đồ ăn cần trường kỳ dùng ăn, hơn 6.000 khối tiền mặc dù có thể mua được một chút cao cấp hơn Pokemon đồ ăn, nhưng đằng sau nếu như không có kéo dài cung ứng, hiệu quả đoán chừng cũng không lớn. Rionin suy tư một chút lẩm bẩm nói. Về phần Pokemon Lock, Kikiri cho cái này bảy hộp tạm thời đã đủ, nếu không đi mua một trương kỹ năng đĩa CD để ghi học tập một chiêu cường lực kỹ năng để đền bù nhược điểm. Nghĩ nửa ngày Rionin vậy mà không biết trong tay tiền làm sao tiêu, bất quá nghĩ lại hắn phát hiện chính mình vẫn còn có chút nóng vội, tự như lúc trước chính mình xuyên qua đến Pokemon thế giới đến về sau, hắn bỏ ra thời gian 7, 8 năm học tập tri thức là trở thành huấn luyện gia làm chuẩn bị. Mặc dù bây giờ hắn phát hiện chính mình có được bàn tay vàng về sau, liền muốn một bước lên trời trở thành cường giả, nhưng lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, tiết ghi trước mắt cũng cần một cái đặt nền móng quá trình. Đã khoảng cách khai giảng còn có gần hai tháng, vậy ta liền chậm rãi đem tiết ghi cơ sở làm chắc thực đi. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Rionin cả người đều biến thành buông lỏng, có thể có tốt như vậy tâm lý tố chất, cũng may mà nhiều năm như vậy học tập đi. Thiết ghi, đem cái này hai viên Pokenlock ăn. Nhìn như rồng đã bảy hộp Pokenlock, trên thực tế một hộp bên trong cũng chỉ có sáu khối, mà một khối cũng chỉ có ngón tay cái móng tay kích cỡ tương đương, năng lượng màu xanh nhạt khối lập phương tản ra mùi thơm nhát, vừa đem trong mâm Pokemon đồ ăn ăn xong thuyết ghi, nhìn xem Rionin trong tay hai viên Pokenlock. Mắt nhỏ bên trong lần nữa lộ ra một vòng vẻ khát vọng. Cô cô nhìn xem thiết ghi ngậm Pokenlock, nguyên lành nuốt vào bụng, Rionin trên mặt không khỏi cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Buổi tối hôm qua hắn đã tìm tương quan thư tịch thẩm tra qua, Kikiri cho hắn cái này bảy hộp Pokélock, cho Pokemon sau khi phục dụng có thể tăng lên bọn chúng đặc công năng lực, về phần tại sao sẽ cố ý đánh dấu là hệ phi hành Pokemon dùng ăn. Đây cũng chỉ là bởi vì khác biệt Pokemon tại độ ăn khẩu vị bên trên đặc biệt thích khác biệt thôi. Rionin, Kikiri, hai người các ngươi ngoan ngoãn ở nhà, không nên chạy loạn nha ăn xong điểm tâm về sau, lão mụ vừa vội vội vàng ra cửa, nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Vì gia đình cùng còn tại đi học hài tử, tính cách ôn hòa Rionin lão mụ, biểu hiện ra dị thường bệnh bị ý chí lực, công việc ban ngày 10 giờ, còn lại thời điểm còn muốn gạt ra một chút thời gian đến chuẩn bị chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách khảo thí. Nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách tương đương có hàm kim lượng, nếu như Rio lão mụ có thể thành công thi đi sơ cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách, tiền lương đãi ngộ lại muốn lật một phen, đến lúc đó trong nhà điều kiện kinh tế lại có thể cải thiện rất nhiều. Có lẽ lão ba sau này cũng không cần lại tại trên công trường công việc, đến lúc đó cặp vợ chồng cùng một chỗ mở một nhà Pokemon phòng chăn nuôi, tin tưởng bọn họ gia đình điều kiện lại sẽ không đồng dạng. Biết, mụ mụ. Kikiri mặc dù có thích chơi trò chơi tật xấu này, nhưng trên thực tế nàng phi thường hiểu chuyện, ở độ tuổi này chỉ so với chính mình nhỏ hơn một tuổi mùi mụi, những năm này Tồn Tiểu Kim Khố cũng không phải Rionin cái này con mọc sách có thể so sánh. Một cặp Trần Cù, chân thật phụ mẫu làm gương tốt, Rionin ba huynh muội đều phi thường ưu tú, chính mình cái kia xấu bụng ca ca mặc dù thường xuyên hố hắn, nhưng hắn vẫn là đánh trong đáy lòng bội phục đối phương. Tại việc học bên trên không chỉ là hắn không cho trong nhà phụ mẫu quan tâm, xấu bụng lão ca, game thủ muội muội đồng dạng là dạng này vì để cho bọn hắn cái này căn nhà nhỏ bé tại đại thành thị gia đình bình thường biến thành càng tốt hơn, hai bối nhân đều tại thông qua phương thức của mình không ngừng nỗ lực. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Huấn luyện Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ta cũng ra cửa, Kikiri ngươi không muốn lại chạy đến trò chơi thành chơi đùa A, à. tính cách tương đối theo mẹ Rionin, tại lúc ra cửa cũng không nhìn được lại càm ràm một câu, là một người người xuyên Việt, Rionin mơ hồ nhớ kỹ Celadon trò chơi thành là đội rốt két sản nghiệp. Kikiri dựa vào trò chơi trong thành chơi đùa kiếm tiền, mặc dù không đến mức để trò chơi thành xuất hiện hao tổn, nhưng Rionin vẫn là lo lắng Kikiri không cẩn thận chọc phiền toái gì, dù sao đội rốt két cũng không phải là cái gì từ thiện tổ chức, đây chính là vùng trọng dùng Pokemon làm công việc thể thí nghiệm tạ ác dưới thế lực. Biết. Kikiri nhìn Rionin một chút, chẳng hề để ý ngữ khí để trong lòng hắn lo lắng lại nhiều mấy phần, bất quá hắn biết mình muội muội mặc dù tính cách cổ linh tinh quái, nhưng có đôi khi làm việc lại biểu hiện được so với người đồng lứa thành thục được nhiều, tin tưởng trong lòng chính nàng cũng có cái độ. Tại trò chơi thành chơi game kiếm tiền, đối với nàng kỹ thuật tới nói, trên cơ bản xem như mua bán không vốn, từ nhỏ tại phòng trò chơi loại kia ngư long hỗn tạp địa phương hỗn, Kikiri biết như thế nào mới có thể để cho chính mình không chọc phiền toái gì. Piki, Chúng ta ngay tại bên này trong rừng huấn luyện đi. 9 giờ đi ra ngoài, 1 giờ chiều còn muốn đến thư viện đi làm kim chức, cả buổi trưa nhiều lắm là cũng chỉ có 3 giờ có thể dùng đến thay Piggie làm huấn luyện. Đã điều chỉnh tốt tâm tính sau Rionin, cũng không có vội vã để Piggie tiến hành đối chiến huấn luyện, tại một chút trên cơ sở Piggie còn có rất lớn đào móc cùng chỗ tăng lên. Coco sau khi ra cửa hướng phía bắc đường cái đi một đoạn đường, Rionin lần này cũng không có mang thiết ghi đi buổi sáng thể dục buổi sáng bắc sơn huấn luyện bởi vì buổi sáng sắp xếp của hắn chỉ là giúp thiết ghi làm một chút kỹ năng huấn luyện bởi vậy không cần thiết chạy xa như thế đi vòng xóa tiếng hát ín đường cái phía bên phải nhân tạo trong rừng không giống với bắc sơn tráng kiện rậm rạp đại thụ bên này nhân tạo rừng cây mộc cũng không lớn cao lớn cây bạch dương tại mùa này vỏ cây đã tróc ra rất nhiều trần trùng trục xem phi thường xinh đẹp bởi vì là nhân tạo lâm nguyên nhân không chỉ có loại cây đơn nhất, mà lại mỗi cái cây ở giữa khoảng cách cũng đều là trải qua đo đạc, mà lại bên này hoang dại Pokemon phân bố đến tương đối ít, dù cho có cũng là giống trác ta ta loại này. Thiết chuẩn bị xong chưa? Xâm nhập nhân tạo trong rừng không dễ dàng bị qua lại cổ xe nhìn thấy địa phương, ở giữa cách giống nhau trong rừng cây, Rionin ở giữa cách trăm mét hai viên cây bạch dương trên cây buộc lại hai đầu màu đỏ dây vải. Piggy vỗ cánh dừng ở một viên hệ vải đỏ mang thân cây bên cạnh, mà đứng tại ngoài trăm thước Rionin, thì dùng trong tay đồng hồ giúp Piggy tính theo thời gian. Coco cô cô, tại có thân cây ngăn cản tình huống dưới, Rionin nghĩ huấn luyện Piggy một bên phi hành một bên né tránh năng lực. Tại buổi sáng cùng ngày hôm qua thu phục chiến bên trong, hắn đều phát hiện một vấn đề, Piggy thi triển quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, thời điểm là thẳng tắp khởi xướng va chạm. Mặc dù Pokemon bản bên trên biểu hiện, tiết ghi đối quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, kỹ năng nắm giữ, đã đạt đến trung cấp, nhưng theo tiết ghi của Rionin như cũ không có lĩnh hội tới quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, tinh túy. Quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, lực công kích cũng không cao, bộc phát thức gia tốc hoàn toàn chính xác có thể để tiết ghi va chạm lực sát thương mạnh lên, nhưng quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, tinh túy ở chỗ tránh. Nếu như chỉ là thẳng tắp công kích, cái này không thể nghi ngờ rất dễ dàng bị đối thủ đỡ được, nếu như thẳng tắp xung kích biến thành giác hình chữ tẩu vị, mặc dù kỹ năng lực sát thương bị thấp xuống, nhưng là gia tăng bộ phận này mê hoặc tính, lại làm cho đối thủ không có dễ ngăn cản như vậy xuống tới. Đương nhiên tuyết Ghi hiện tại quen thuộc dùng quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, cũng không phải không có chỗ thích hợp, nhưng bất kể nói thế nào, Rionin nhất định phải để Tiết Ghi nắm giữ đúng nghĩa quyết ác tác, điện quan nhất thiểm. Bắt đầu. Mặt trời mới mọc chiếu xạ tại trong rừng cây bạch dương, trụi lũi xám trắng thân cây ngăn cản lại Pixie tốc độ phi hành cũng không nhanh, 100 mét khoảng cách bình thường Pixie không tới 10 giây liền có thể bay xong, nhưng là trước mắt phải không ngừng trái phải né tránh thân cây nguyên nhân, Pixie tốc độ căn bản đề lên không nổi. Cô nhấn một chút trên cổ tay vận động đồng hồ, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đang cố gắng bay tới Pixie, tiểu gia hỏa một thân mộc mạc hạt vũ tại trong rừng cây bạch dương lộ ra vô cùng không đáng chú ý nhào nhào. Thiết ghi cũng không lý giải hắn cái này huấn luyện thâm ý chỗ, nhưng là từ đối với Rionin tín nhiệm, tiểu gia hỏa phi thường cố gắng dựa theo yêu cầu của hắn thi hành. Cây bạch dương rất quy củ hàng ngang hàng dọc thức mọc ra, nhưng Thiết ghi cũng không thể trực tiếp thuận hàng dọc khe hở bay tới, mỗi một cái cây đều là nó nhất định phải tránh khỏi chướng ngại, 100 mét Thiết ghi lần thứ nhất bỏ ra trồng đã 26 giây mới hoàn thành nếu như kiếp trước trăm mét chạy nhanh kỷ lục thế giới duy trì bôn ở chỗ này, nhất định sẽ trò cười trước mắt tiểu gia hỏa này, dù sao nhân gia 100 mét có thế chỉ cần 9 giây 58, bất quá tiếp ghi cái này trăm mét là có chướng ngại vật, bởi vậy cái tốc độ này cũng là tình có thể hiểu. Tiếp lần này là 26 giây, lần sau nhất định phải càng nhanh mới được nha. Trước mắt chướng ngại huấn luyện phi hành, theo Rionin phi thường có ý nghĩa, không chỉ có thể rèn luyện tiếp ghi năng lực phi hành, mà lại đối với nó thể lực, sức chịu đựng đều có thể đưa đến rèn luyện tác dụng. Mấu chốt nhất là, so với phụ trọng huấn luyện, trước mắt chướng ngại huấn luyện phi hành, cũng không có dễ dàng như vậy cho biết ghi thân thể lưu lại ám thương. Cô cô tiểu gia hỏa vô cùng có nghị lực, cái này cũng không thẹn thuộc tính mô bản bên trên, đối với nó thông minh tính cách miêu tả bên ngoài, cho ra cái thứ hai tính cách đánh giá. Cố gắng. Có Rionin cổ vũ, tiết ghi huấn luyện càng thêm dụng tâm muốn mạnh lên, nếu muốn trở thành bay lượng trời xanh pit gót, ghi đường phải đi còn rất dài, cái này không chỉ là đánh quái soát kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp đơn giản như vậy, hắn còn cần một viên thiên truy bách luyện, dùng mồ hôi nhuộm dần đi ra lòng cường giả. Một giờ bên trong pit ghi tới tới lui lui bay gần 160 lần, trăm mét chướng ngại tốc độ phi hành, cũng từ lần đầu tiên 26 giây, chậm rãi ổn định tại 17 giây, cái này tiến bộ là to lớn, ninh trong lòng phi thường hài lòng làm bất cứ chuyện gì đều là mở đầu khó chờ chậm rãi tìm tới tiết tấu về sau nguyên bản buồn tẻ nhàm chán huấn luyện vẫn như cũ có thể từ nơi này quá trình bên trong tìm tới một chút cảm giác cổ vũ lấy chính mình tiếp tục kiên trì Rionin giờ phút này đối tiết ghi cổ vũ cùng làm bạn là như thế lúc trước hắn tràn ngập lòng ham muốn công danh lợi lộc đến seladon thư viện học tập lão ba kikigo kiên nhẫn làm bạn cũng là như thế cô cô nhân tạo trong rừng không có cái gì bụi cây chớ nói chi là hoang dại berry, còn tốt buổi sáng thể dục buổi sáng thời điểm, Rionin hái được một chút orange berry thả trong túi. Ở trước mắt loại này kịch liệt huấn luyện xong, thể lực tiêu hao nghiêm trọng tình huống dưới, hai viên orange berry không sai biệt lắm cũng có thể bù đắp được một bình tinh thần nước ngọt, mấu chốt là orange berry thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, mà lại không cần bỏ ra tiền. Thiết kỳ, huấn luyện lại muốn bắt đầu rồi. Rionin tính cách tương đối ôn nhu, nhưng là trong huấn luyện hắn cũng có thể chuẩn xác chuyển biến chính mình nhân vật, để cho mình biến thành một cái nghiêm khắc lão sư, huấn luyện viên, điểm ấy hắn là từ Smith phu nhân trên thân học được. Cô cô hai viên orange Berry vào trong bụng bổ sung một chút thể lực, Rionin cùng Piggy lần nữa đầu nhập vào huấn luyện bên trong, Piggy đẳng cấp bây giờ mới cấp 5, thân thể cũng còn ở vào nhanh chóng phát dục kỳ, tiểu gia hỏa tiềm lực phi thường lớn, ngắn mũi cho tới trưa kiên trì huấn luyện, Piggy năng lực né tránh đã được đến tăng lên rất nhiều. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Bằng hữu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Làm Rio Ninh chân chính sinh hoạt tại Pokemon Thế Giới về sau, hắn mới phát hiện hiện thực cùng trò chơi kỳ thật có rất lớn khác nhau. Pokemon đối chiến trò chơi dù sao cũng là hiệp chế, ngươi một chiêu ta một chiêu, liều ý thức, liều trước độc. Nhưng là hiện thực Pokemon đối chiến cũng không đồng dạng, liều chính là huấn luyện gia phản ứng, liều cũng là Pokemon chấp hành, khi một đạo kỹ năng đánh tới, chỉ cần huấn luyện gia cùng Pokemon phản ứng rất nhanh, hoàn toàn là có thể tránh thoát. Bởi vậy tại trong cuộc sống hiện thực, kỹ năng cũng không có 100% tỷ lệ chính xác loại thuyết pháp này, đây cũng là vì cái gì Rionin sẽ như vậy coi trọng thuyết ghi năng lực né tránh huấn luyện. Quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, Agili, di động cao tốc, đáp bờ tim, ảnh phân thân, đây là tại Pokemon thực lực phát triển giai đoạn trước, phi thường thực dụng ba đạo tốc độ kỹ năng. agility di động cao tốc, thông qua để Pokemon thân thể biến thành càng thêm nhẹ nhàng, mà thực hiện tăng lên trên diện rộng tốc độ hiệu quả. Đáp bờ tim, ảnh phân thân, thông qua di chuyển nhanh chóng, để tại chỗ lưu lại tàn ảnh, để đạt tới một cái mê hoặc đối thủ tác dụng. Mà rất nhiều Pokemon đều có thể học được, tại Pokemon cấp thấp cuộc chiến đấu bên trong thậm chí có chút nát đường cái quyết ác tác, điện quan nhất thiểm cũng rất ít có người chân chính đi coi trọng. Theo Rionin Quyết Ác Tác, Điện Quang Nhất Thiểm, Phi Thường Thực Dụng, kỹ năng bản thân có thể có một cái bộc phát thức gia tốc công hiệu, lại thêm lấp lóe đột tiếng mê hoặc là phi thường thực dụng một chiêu tiên cơ kỹ năng. Chỉ là rất nhiều huấn luyện gia đem chú ý điểm đặt ở chiêu này kỹ năng tính công kích bên trên, không có bắt lấy quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, chiêu này kỹ năng tinh túy, bất quá rất may mắn, Rionin lại là cái kia tuệ nhãn biết châu người. Cô, tốt rồi Ghi. hôm nay huấn luyện liền đến nơi này đi. Nhìn một chút đồng hồ bên trên thời gian, Rionin hướng đang chuẩn bị hướng đối diện bay Ghi thét lên, không nghĩ tới nhìn tính cách như thế ôn hòa Ghi, huấn luyện vậy mà lại liều mạng như vậy. Thật là có dạng gì huấn luyện gia, liền có dạng gì Pokemon, duyên phận loại vật này thật đúng là tuyệt không thể tả, từ nơi sâu xa phản phất đã sớm chú định đồng dạng. Nghe được Rionin thanh âm, Ghi phải phải cánh, thân thể rơi vào Rionin trên bờ vai. Trước một giờ huấn luyện, Pikachu trăm mét chướng ngại tốc độ phi hành, từ 26 giây hạ xuống 17 giây, lại trải qua gần 2 giờ huấn luyện, Pikachu hoàn thành trăm mét chướng ngại phi hành, bây giờ chỉ cần 11 giây. Tiến bộ lớn như vậy biên độ, Rionin trong lòng cũng đều thầm giật mình. Không hổ là nắm giữ thần kỳ lực lượng Pokemon, cho dù là Pikachu dạng này Pokemon, tổ chức thân thể đều so với hắn cái này huấn luyện gia mạnh hơn rất nhiều. Đi thôi, Chúng ta về nhà trước, giữa trưa ăn cơm xong lại dẫn ngươi đi Pokemon trung tâm làm một cái kiểm tra. Piggy là hắn cái thứ nhất Pokemon, lại thêm đây là hắn lần thứ nhất giúp Pokemon làm huấn luyện, mặc dù trong đầu của hắn có rất liên quan tới Pokemon huấn luyện phương diện tri thức, phần ngoại lệ bản bên trên cứng nhắc tri thức đến cùng không thể hoàn toàn đồng đẳng với thực tiễn, rionin cũng chuẩn bị giữa trưa đi Pokemon trung tâm để do giúp Piki làm một cái kiểm tra sức khỏe mặt trời đã lên tới bầu trời chính giữa, từ rừng cây bạch dương đi ra, cảm nhận được ánh nắng nóng rực nhiệt độ, Rionin thậm chí hoài nghi sáng sớm băng lãnh thấu xương xương sương mù có phải hay không ảo giác của mình. Tháng 2 khai giảng, đây coi như là luồng khí lạnh có thể khoe oai cuối cùng một đoạn thời gian, rất nhiều lá cây tan mất lùng cây bên trên, Rionin đã có thể trông thấy một chút tinh điểm nha bao. Mùa xuân sắp đến rồi. Ăn cơm trưa, lão mụ vừa vội vội vàng đi làm, Sinh hoạt tại trong đại thành thị phổ thông tiểu thị dân sinh hoạt tiết tấu chính là như vậy, bình thường thế giới, phổ thông sinh hoạt, cuộc đời bình thường, không có gì hơn như thế. Đem bộ đồ ăn thoáng thu thập một chút, hôm nay Kikiri cũng không có đi trò chơi thành, mà là tự giam mình ở trong phòng, không biết tại chơi đùa những thứ gì. Phu 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 cưỡi xe buýt tiếng về trung tâm thành phố, khoảng cách một điểm còn có hơn 50 phút đồng hồ, Rionin bên này dự định đi trước Pokemon trung tâm giúp Thuyết Ghi làm một cái khôi phục cùng kiểm tra sức khỏe. Lần thứ nhất làm huấn luyện, nguyên bản hắn dự định tiến hành theo chất lượng, kết quả bất tri bất giác liền quên đi. Buổi sáng huấn luyện đối với giai đoạn này Thuyết Ghi tới nói xem như cường độ cao, Rionin lo lắng Thuyết Ghi thân thể sẽ xảy ra vấn đề gì. Trong vắt, y tá Joy xin giúp ta Thuyết Ghi làm một chút kiểm tra. Lấy ra một chút thể học sinh của mình, tại Pokemon trung tâm đây là cùng huấn luyện gia thẻ căn cước có đồng dạng hiệu dụng đồ vật, mặc dù Rionin không cần tại Pokemon trung tâm tá túc, nhưng là miễn phí khôi phục cùng Pokemon trị liệu, đối với hắn mà nói lại là phi thường hữu dụng. Yên tâm giao cho ta đi. Y tá doi thủy chung là ông nhu như vậy, ngọt ngào mỉm cười tràn đầy chữa trị lòng người lực lượng. Tại hương nhàn khu trên ghế salon ngồi chờ một chút, sau 5 phút quầy hàng phát thanh bên trong liền thông tri, Picky đã làm tốt khôi phục. Đối với y tá do công việc hiệu suất, Rionin cũng không nhìn được dựng lên cái ngón tay cái. Thiết ghi cánh cơ bắp có chút nhỏ xíu vất vả mà sinh bệnh, nhớ kỹ giúp Thiết Ký làm đặt huấn thời điểm, cường độ không nên quá lớn nha. Từ phía sau si trên xe đẩy đầu qua chứa pokeball khay, do biểu lộ thoáng có chút nghiêm túc khuyên bảo đến. Huấn luyện qua độ là người mới huấn luyện gia thường xuyên sẽ phạm một sai lầm, Rionin xem như tương đối đáng tin cậy huấn luyện gia, bất quá lần thứ nhất huấn luyện tại những chi tiết này chỗ, vẫn là xuất hiện một vài vấn đề, cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm cho mình một lời nhắc nhở. Cảm ơn y tá Joy, ta sẽ chú ý. Đối với Joy thiện ý nhắc nhở, Rionin biểu lộ nghiêm túc hồi phục đến. Rionin, ngươi tại sao lại ở chỗ này, trước mấy ngày ngươi không phải đi thư viện kim chức đi sao? Ngay tại trước quầy hướng Joy trưng cầu ý kiến thích ghi cánh cơ bắp khôi phục Rionin. Đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi hắn. Daisuke. Tiểu tử ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi cầm tới ban đầu Pokemon sao? Trong thấy sau lưng gọi hắn người này, Rionin trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung, Daisuke là Rionin rất nhỏ liền nhận biết đồng học, hai người quan hệ vẫn luôn rất không tệ, xem như hắn ít có mấy cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Đương nhiên, ngươi gia hỏa này sẽ chạy đến Pokemon trung tâm đến, xem ra cũng nhận được chính mình Pokemon đi, có cần phải tới một trận đối chiến? không giống với Rionin yêu thích yên tĩnh tính cách, Daisuke gia hỏa này tính cách tương đối hoạt bát hiếu động, chú ý tới Rionin trong tay Pokéball, Daisuke quả quyết hướng hắn phát ra đối chiến mời. Tiểu tử ngươi, tốt a. À? Nhìn xem Daisuke trong mắt hừng hực chiến ý, Rionin không khỏi nhìn không được cười lên, tiểu tử này bình thường thành tích học tập không sánh bằng hắn, xem bộ dáng là dự định thông qua Pokemon đối chiến, từ trên người hắn tìm về mất đi tự tin. Đi một chút chúng ta đi đối chiến đại sảnh. Pokemon trung tâm có chuyên môn cung cấp đám huấn luyện gia đối chiến sân bãi, giữa trưa sân đối chiến cũng không có người nào, hai người tùy tiện tìm một cái không sân bãi, nắm tay bên trong Pokeball, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ra đi, Charmander. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Màu đỏ thuộc tính tiền Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Picky, có chiến đấu hai người liếc nhau, đồng loạt thả ra chính mình Pokemon, Daisuke gia đình điều kiện đặt ở Celadon City rất phổ thông, bất quá tổng thể tới nói so với Rionin nhà muốn tốt rất nhiều, mà lại Daisuke gia hỏa này vẫn là con một, có thể thu hoạch được một con nữ tam gia một trong Charmander làm ban đầu Pokemon, Rionin ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Người trước công Rionin mỉm cười một ánh mắt dưới biết ghi hiểu ý lên không kéo dài khoảng cách, vẹn vẹn chính là phần này ăn ý đã để Rionin chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Đã như vậy, Chamender sử dụng Ember, tia lửa. Chamender giống như là một con cỡ nhỏ hai chân loài bò sát, hai cái chân sau đứng thẳng giải phóng chân trước, sau lưng có một đầu cuối cùng thiêu đốt lên một ngọn lửa cái đuôi. Hai mắt thật to, màu cam làn da, bụng cùng thiết ghi phần bụng lông vũ đồng dạng hiện lên màu bơ, trước mắt Chamender còn không có tương lai tiến hóa thành Charizard sau uy thế, tổng thể cho Rionin cảm giác chỉ là đáng yêu. Bất quá Rionin nhưng không có thư giãn chủ quan, hắn không biết Daisuke cầm tới Charmander bao lâu, nhưng liên minh bồi dưỡng ra đến giao cho người mới huấn luyện gia ngự tam gia Pokemon, đẳng cấp đều là cấp 5 làm điểm xuất phát, mà hắn Pitki lúc này lúc này mới cấp 5. Tránh ra, sử dụng quyết ác tác, điện quan nhất thiểm. Chiến đấu bên trong Pitki, ánh mắt sắc bén vô cùng, ngay từ đầu liền có ý thức cùng Charmander kéo dài khoảng cách, tăng thêm phi hành ưu thế, đối mặt Chamender phun ra Ember, tia lửa, công kích, Piggy rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi tới. Cô buổi sáng huấn luyện đã mới gặp hiệu quả, Piggy một cái hình chữ Z lấp lóe đột kích, mặc dù còn chưa không quá quy phạm, nhưng gia tăng mê hoặc tính tẩu vị, tại quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, bộc phát thức gia tốc dưới, Chamender như cũ không có né tránh Piggy chiêu này công kích. Phanh Ô mỏ nhọn đâm tại Chamender trên thân, cho đối phương tạo thành thương tổn không nhỏ. Chamender, sử dụng Strat, bắt. Pitki, quyết ác điện quan nhất thiểm. Daisuke tiểu tử này ý thức chiến đấu rất không tệ, mặc dù cũng không phải là cố ý dụ địch xâm nhập, nhưng bị Pitki cận thân về sau, hắn cũng trước tiên làm ra ứng đối biện pháp, chỉ huy Chamender sử dụng Strat, bắt. Phanh Pitki cùng Rionin ăn ý không thấp, nhưng vừa mới huấn luyện cho tới trưa né tránh, còn làm không được tại Chamender cấp tốc vung Strat, bắt, lúc nhanh chóng rút lui, mà Rionin bên này cũng nghiêm túc, thật có một cổ đập nồi dìm thuyền khí thế. Trực tiếp để Piggy cùng Chamender lấy thương đổi thương, chỉ huy Piggy sử dụng mới đầu nó nhất thường dùng công kích, quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, bộc phát gia tốc, Piggy giống một đạo mũi tên, hiện lên thẳng tắp đỉnh lấy Chamender thân thể đụng ra ngoài, bất quá Chamender móng vuốt cũng hung hăng đập vào Piggy trên thân. Phanh, Charmander một cái ngược lại cắm cái cọc quản xuống đất, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Ta vậy mà thua. Nhìn xem ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu Chamander, Daisuke trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngự tam gia là trải qua liên minh chuyên môn bồi dưỡng qua, đối với nhân loại huấn luyện gia tương đối thân cận, là phi thường dễ dàng vào tay Pokemon, mà Pidgey của Rionin thế nhưng là trực tiếp bắt giả sủng, Rionin có thể cùng Pidgey phối hợp đến như thế ăn ý, đây là Daisuke ngay từ đầu không có dự liệu được. Thuyết ghi, làm tốt lắm. Nhìn xem sau khi kinh ngạc, trên mặt lại lộ ra một vòng vẻ uể oải Daisuke, Rionin trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, lấy hắn đối Daisuke hiểu rõ, tiểu tử này cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua. Đinh, kinh nghiệm 37 đinh, lực lượng 2 đinh, công kích 1 đinh đinh tiếng thanh minh đem Rionin gọi định thần lại, nhìn qua ngã xuống đất Charmander trên thân dân lên một đoàn nhỏ xương trắng, cùng ba cái hơi mờ phát sáng tiền xu, Rionin thần sắc lại là vui mừng. Bất quá, cái này mai tiền xu như thế nào là màu đỏ? Đột nhiên Rionin phát hiện một vấn đề, từ trên thân Charmander tuôn ra tới ba cái thuộc tính tiền, ngoại trừ hai cái là hắn buổi sáng thấy qua hơi mờ, lóe ra bạch quan tiền xu bên ngoài, quả thứ ba lại là hiện lên lúc trước hắn chưa thấy qua màu đỏ mở ra Pokemon bản thông tin. Trên mặt ý cười Rionin thần sắc đột nhiên biến thành nghiêm túc lên, gọi ra Piết Ghi giao diện thuộc tính, Rionin nhìn chầm chầm Piết Ghi năng lực công kích một cột. 46, nếu như không có nhớ lầm, Piết Ghi năng lực công kích một cột trước đó là 45, bây giờ biến thành 46, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến vừa rồi viên kia ánh sáng màu đỏ tiền. Nhìn như vậy đến, loại này phát ánh sáng màu đỏ thuộc tính tiền, là có thể gia tăng tuyết ghi tiên thiên cá thể giá trị, cũng chính là tiềm lực sao. Lúc này dù là tính cách ổn trọng Rionin, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng như điên, mặc dù hắn đối tuyết ghi đã rất hài lòng, nhưng là nếu như tuyết ghi thiên phú còn có thể lại tăng cường, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, dù sao thiên phú cao Pokemon tương lai thành tựu cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Tự nhiên tuyết ghi loại này phổ thông Pokemon ngàn ngàn vạn vạn, nhưng cũng không phải là tất cả tuyết ghi đều có thể tiến hóa thành tuyết Goto, thậm chí là hình thái cuối cùng có thể dùng gấp hai vận tốc âm thanh phi hành tít gót ở trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là thiên phú rionin ngươi gia hỏa này hưng phấn cái gì sức lực chẳng phải thắng ta một lần nha lần sau ta nhất định sẽ thắng trở về không biết rionin vừa kinh lịch cái gì daisuke ngẩng đầu đột nhiên gặp rionin trên mặt vui mừng lập tức một mặt khó chịu nói đến ta nào có rionin lấy lại tinh thần cười hắc hắc giải thích cười đều lộ hàm răng còn nói không có. Lười nhát giải thích với ngươi, ta muốn đi làm. Rionin không có tiếp tục cùng Daisuke nói chuyện tào lao, đến đại sảnh để do giúp thiết ghi trị liệu một chút thương thế, lúc này mới lại đi Celadon City thư viện tiến đến. Không được, ta muốn giúp Chamander huấn luyện một cái tuyệt chiêu, lần sau nhất định phải thắng trở về. Nhìn xem Rionin rời đi bóng lưng, Daisuke âm thầm hạ quyết tâm. Rionin.kun ngươi tới rồi. Làm canto địa khu nổi danh thành phố lớn, đối với thị dân tới nói, sẽ là trò chơi thành nhưng so sánh thư viện có lực hấp dẫn nhiều, hôm nay thư viện đọc sách người cũng không nhiều, vừa đi vào đại sảnh Rionin đã nhìn thấy phía sau quầy Nanako nâng cầm lên một bộ buồn bực ngán nặm dáng vẻ. Ừm, Nanako đồng học ngươi có thể tan việc. Trong thấy đi vào đại sảnh Rionin, Nanako lập tức tinh thần tỉnh táo, mới vừa rồi còn nhàm chán biểu lộ Nanako, Gương mặt xinh đẹp lập tức biến thành cười tủm tỉm. Chờ một chút, Rionin.kun, xin giúp ta nhìn một chút ta Pokemon. Gặp Rionin vừa đến đã muốn đem nàng đuổi đi, Nanako vội vàng nói. "À, Nanako đồng học ngươi cầm tới ban đầu Pokemon sao?" Nói lên Pokemon, Rionin mặt không thay đổi trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. "Ra đi, Petilin." Nhìn thấy Nanako thả ra Pokemon Rionin ngược lại là nho nhỏ mà kinh ngạc một chút, Petilin là Unova địa khu mới có Pokemon, mà lại Petilin tiến hóa hình Lilligan, tại Unova địa khu thế nhưng là tương đương hy hữu, xinh đẹp bề ngoài cùng ông nhu đáng yêu khí chất, để Lilligan cơ hội có không kém gì Gadevo vi nhân khí. Rionin mặc dù biết Nanako gia đình điều kiện rất không tệ, bất quá có thể có được dạng này một con ban đầu Pokemon, xem ra đối phương gia đình điều kiện so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn được nhiều tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Vật cũ đường phố Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mới đến tiểu gia hỏa này, ta còn không biết làm như thế nào giúp nó làm huấn luyện đâu. Nanako lúc nói trên khuôn mặt cũng lộ ra một vòng buồn rầu chi sắc, rốt cục có được thuộc về mình Pokemon, hưng phấn sau khi nàng cũng có chút tay chân lúng cuốn cảm giác, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào mới tốt. Anh, Petilin có hệ thảo Pokemon rất phổ biến đặc thù, xanh nhạt sắc thân thể, đỉnh đầu mọc ra ba mảnh cây cỏ, màu trắng đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi màu nâu ngập nước con mắt đang tò mò đánh giá Rionin. Petilin nửa người dưới tự như hoa thủy tiên loại hoa thực trễ cây, không có rõ ràng tay chân phân chia, cái này cũng khó trách Nanako không biết nên giúp thế nào tiểu gia hỏa làm huấn luyện. Rất đáng yêu tiểu gia hỏa, cũng rất phù hợp Nanako đồng học khí chất nhìn nhau Petilin trong suốt con mắt, Rionin trên mặt cũng lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Thật sao? Nghe được Rionin, Nanako cũng lộ ra cao hứng phi thường. Petilin có thể tiến hóa thành Lilligan, rất đẹp nha. Rionin dứt lời tại sao quầy trong máy vi tính, tìm tội ra Lilligan hình ảnh, kia là một con hình dạng người Mỹ lệ Pokemon, không giống với Roselia loại kia lãnh diễm cao quý, Lilligan cho người cảm giác giống một cái rất có giáo dưỡng khí chất phi thường ôn nhu tiểu thư khuê cát. Thật, không nghĩ tới Petilin sau tiến hóa sẽ như vậy xinh đẹp. Lòng thích cái đẹp mỗi người đều có, nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính Lily hình ảnh, không chỉ có Nanako hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả Petilin trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vẻ mơ ước. Hệ thảo Pokemon rất tốt huấn luyện, bình thường mang nhiều tiểu gia hỏa phơi nắng mặt trời, sau đó rèn luyện một chút kỹ năng độ thuần thục là được rồi. Nhìn xem trên quầy Petilin, Rionin cũng cho ra đề nghị của mình, không giống Piggy như thế cần làm lực lượng, né tránh chờ chút huấn luyện, ban đầu hình thái vốn là không quá thích hợp chiến đấu Petilin, bình thường nhiều phơi nắng mặt trời, huấn luyện một chút kỹ năng nắm giữ cũng đã đủ rồi. Cảm ơn Rionin.kun, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Thấy được Lilligan mị lực, Nanako cùng Petilin đột nhiên đều có cố gắng mạnh lên dục vọng, đối với nữ hài tử tới nói, mỹ lệ thế nhưng là so với lực lượng muốn tới đến có lực hấp dẫn. Piggy, ra đi. Cùng Nanako đổi xong ban về sau, đem Piggy phóng ra, Rionin lại an tĩnh đắm chìm trong trong công việc. Thư viện công việc cũng không mệt mỏi, chỉ là đối với rất nhiều người mà nói, phần công tác này tương đối buồn tẻ không thú vị, đương nhiên Rionin là không có loại cảm giác này, an tĩnh hoàn cảnh rất thích hợp hắn suy nghĩ một ít chuyện. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ trước đó Pokemon trung tâm chiến đấu, nói xác thực là từ trên thân Charmander tuôn ra màu đỏ thuộc tính tiền. Không biết loại này gia tăng cá thể trị thiên phú thuộc tính tiền, là ngẫu nhiên vẫn là có quy luật bạo. Đối với vấn đề này Rionin hiện tại cũng không quá rõ ràng, dù sao hắn cũng là vào hôm nay buổi sáng mới phát hiện chính mình có được bàn tay vàng chuyện này, mà tăng lên thiên phú cá thể giá trị đỏ thuộc tính tiền, cũng vẫn là lần thứ nhất nhặt được xem ra cái này bàn tay vàng còn có rất nhiều thứ cần chậm rãi đi tìm tòi rionin tâm tính rất không tệ màu đỏ thuộc tính tiền xuất hiện cho hắn lớn vô cùng hy vọng nhưng là hắn cũng biết có một số việc là không vội vàng được làm sao vậy Tiki? lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ màu đỏ thuộc tính tiền sự tình ngẩng đầu lên nhìn xem ngoan ngoãn đứng ở trên quầy Tiki, giờ phút này lại là một bộ âm thầm tinh thần sa sút dáng vẻ Cô cô tiết kiên nghiêng đầu quan sát trên lưng lông vũ, có chút ủy khuất cô cô gọi vào. Đây là vừa rồi chiến đấu bên trong bị Chamender bắt rơi sao? Tốt rồi, đừng thương tâm, hai ngày nữa liền có thể mọc ra. Rionin sờ lên tiểu gia hỏa đầu, ấm giọng an ủi. Thuận Thiết kia ánh mắt, tiểu gia hỏa trên lưng là có một khối lông vũ lộ ra tương đối thư thớt, đoán chừng là vừa rồi cùng Chamender lúc đối chiến bị bắt rơi chim Pokemon đều tương đối yêu quý chính mình xinh đẹp lông vũ, thiết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cô tiểu gia hỏa nghiêng đầu qua nhìn chầm chầm Rionin, phản phất muốn xác định hắn cũng không hề nói dối. Đùa Piggy chơi đùa trong chốc lát về sau, Rionin lần nữa vùi đầu lục soát lên tư liệu đến, rất nhiều huấn luyện gia thượng truyền huấn luyện trong video, hắn có thể thu hoạch được rất nhiều linh cảm. Luôn luôn dùng thư viện máy tính tra tư liệu, đây cũng không phải là cái kế lâu dài à, nếu không dùng trong thẻ cái kia hơn 6.000 khối tiền, dùng để mua đại laptop. Đương nhiên Rionin cũng chỉ là nghĩ như vậy một chút, cũng không có đầu óc nóng lên liền xuống quyết định, biết mới thu phục không có mấy ngày, giai đoạn trước huấn luyện không có nhẹ nhàng như vậy, nếu quả thật đến lúc cần tiền không bỏ ra nổi đến. Cái kia đối tiếp giai đoạn trước tăng thực lực lên là có ảnh hưởng. Hôm nay thư viện mượn sách người cũng không nhiều, đại đa số người đều là trực tiếp tại trong tiệm sách nhìn, thời gian trong lúc vô tình đã chuyển tốt rồi 8 giờ tối. Đi thôi, tiếp ghi, chúng ta đi dạo chơi chợ đêm. Cùng Smith phu nhân lên tiếng chào về sau, Rionin bên này liền xuống bang, Celadon City thư viện cùng Pokemon trung tâm, đều ở vào Celadon City trung tâm thành phố vị trí, nghĩ đến lão mụ còn không có tan tầm, về nhà cũng không có chuyện gì làm. Rionin dứt khoát mang theo Ghi đến chợ đêm đi lên dạo chơi. Celadon City tại Canto địa khu có bất giả dạ thành danh xưng, 8 giờ đêm, cả tòa thành phố đã bị hoa mỹ đèn nê ông trang trí đến ngũ quan thập sắc, đối với ở trung tâm chợ mọi người tới nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Cô ta nhớ được bên này tự như là cái hai tay thị trường đi. Thiết kỳ khéo léo ngồi sổng ở Rionin trên bờ vai, đôi mắt nhỏ giờ phút này tràn đầy tò mò nhìn chung quanh, nghe được Rionin nói một mình, tiểu gia hỏa cũng cô cô đáp lại một tiếng. Đi, chúng ta đi dạo chơi. Kiếp trước hắn liền có đi dạo vật cũ thị trường quen thuộc, so với shopping, đi dạo vật cũ thị trường có một loại đào bảo, nhặt nhành chỗ tốt cảm giác hưng phấn, mặc dù đại đa số thời gian hắn cũng chỉ là đi lung tung đi dạo. Celadon City vật cũ thị trường là một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, bất quá hai bên đường phố mua bán cũng không phải là quà vặt, cũng không phải một chút chơi vui, mà là các loại bán vật cũ quán nhỏ loại này vật cũ thị trường đều là ban ngày mở ra, bất quá đối với Celadon City tòa này bất dạ thành tới nói, chỉ có ban đêm giáng lâm, bận rộn một ngày tiểu thị dân nhóm, mới có thể gạt ra một chút thời gian đến bày quầy bán hàng. Bất quá cùng nói là bày quầy bán hàng đem trong nhà không cần vật cũ bán cho có cần người, còn không bằng nói là một ít gia đình tiến hành nhỏ hoạt động, thông qua loại phương thức này tăng tiến thân tử quan hệ. Chợ đêm bên trên ánh đèn phi thường sáng tỏ, dạo phố người cũng rất nhiều, Ngồi sổng Rionin trên bờ vai Piki, giờ phút này cũng giống như hắn tò mò nhìn về phía trước. Có hơi cũ quần áo, có một ít hài tử thích Pokemon búp bê, các loại nhỏ đồ chơi, đương nhiên huấn luyện gia dùng đến đến đồ vật cũng không ít. Giờ phút này Rionin liền ngừng chân tại một cái quán nhỏ vị diện trước, bởi vì quay hàng bên trên một kiện đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Đây là kỹ năng để CD sao? Rionin chỉ chỉ quay hàng vật cũ bên trong một chương từ trong suốt hộp ni lon chứa đĩa CD dò hỏi. tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. chương 19 siêu uyên cánh thét. nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. đúng, khắc lục kỹ năng là siêu uyên cánh thét. bất quá bởi vì thả quá lâu có chút bị ẩm, đĩa CD bên trên hình ảnh đã không phải là rất rõ ràng. bay quay bán hàng chính là một cái gầy gò thiếu niên, gặp Trionin hỏi thăm cũng không có giấu giếm cái gì một bên đưa điện thoại di động bỏ vào về túi áo bên trong một bên trả lời đến siêu uyên cánh thép sao rionin thì thào nói mặc dù hình ảnh đã không rõ rệt nhưng khắc lục đích thật là siêu uyên cánh thép trên cái hộp cũng có liên minh giám định mã thanh niên gặp rionin có chút hoài nghi không khỏi lại lên tiếng giải thích nói bao nhiêu tiền siêu uyên cánh thép mặc dù là hệ thép tuyệt chiêu nhưng vừa lúc Pit ghi liền có thể học được, chỉ là hình ảnh mơ hồ kỹ năng đĩa CD, Pokemon phải học được kỹ năng bên trên, chỉ sợ rất khó. Một trăm khối. Ngươi đã nguyện ý lấy ra bán, đoán chừng cái này đĩa CD cũng đã không dùng được, một ngụm giá năm mươi, không bán ta liền đi. Mặc dù cố tình chạm thử vận khí, nhưng là Rionin cũng không ngốc, rất nhường nhuyễn cùng đối phương trả giá nói. Tiểu quỷ, thật sự là phục ngươi, 50 liền 50 mặc dù một trăm khối cũng là hắn thuận miệng báo, bất quá gặp Driuonin cái này thuần thục trả giá thao tác, cũng là để hắn không còn gì để nói. Ta có phải hay không chặt quá ít, sớm biết liền nói hai mươi. thấy đối phương sản khoái liền thành giao, Driuonin cũng hài lòng cầm kỹ năng để CD rời đi, bất quá đi hai bước trong lòng không khỏi lại lẩm bẩm. nếu như vừa rồi cái kia bán hàng rong nếu là biết trionin ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ tức giận đến giơ chân có liên minh giám định đầu mã kỹ năng đĩa CD dù là đem bên trong đĩa CD ném đi chỉ riêng hợp cũng không ngừng hắn nói cái kia giá đi. Pokemon thế giới kỹ năng đĩa CD trên cơ bản là thuộc về khắc lục bàn phần lớn áp dụng chính là dùng laser nhiệt độ cao tại đĩa CD sơn phủ bên trên ghi chép số liệu tương đối phương pháp ép khuôn bàn sử dụng tuổi thọ muốn ngắn đến nhiều. Bất quá cần dùng đĩa CD ghi chép kỹ năng hình ảnh trên cơ bản đều là phi thường trân quý vì lũng đoạn phương diện này tài nguyên, tại khắc lục kỹ năng hình ảnh tư liệu thời điểm, có rất ít người truy cầu đĩa CD sử dụng tuổi thọ, bởi vậy trên thị trường kỹ năng đĩa CD đại đa số là vật chỉ dùng được một lần. Rionin sở dĩ nguyện ý mua súng trương này kỹ năng đĩa CD, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, đánh lấy thử vận khí một chút ý nghĩ. Lại tại vật cũ đường phố đi dạo một vòng, lại đến Pokemon vật dụng cửa hàng, cho Piggy mua hai túi đồ ăn, thấy thời gian nhanh đến 9 giờ, Rionin cũng tại bên ngoài bên đường trạm xe buýt, ngồi ban một xe buýt trực tiếp về nhà. Cô cô cho Thiết ghi đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, ngồi bàn đọc sách bên cạnh trên ghế Rionin, buồn bực ngán ngẩm gọi ra Pokemon giao diện thuộc tính. Vậy mà thăng cấp, đây là giữa trưa chiến đấu bên trong thắng Charmander nguyên nhân sao? Nhìn xem Thiết ghi giao diện thuộc tính bên trên, đẳng cấp đã từ năm biến thành 6, Rionin ngược lại là nho nhỏ mà kinh ngạc một chút, Giữa trưa bởi vì màu đỏ thuộc tính tiền nguyên nhân, hắn lúc ấy còn thật sự không có chú ý tới. Bất quá cái này ba lô đến cùng có làm được cái gì, có thể đem đồ vật bỏ vào sao? Nhìn xem trống không ba lô bản, Rionin ngược lại là đột nhiên hứng thú, trước đó thấy trong ba lô cũng không có cái gọi là tân thủ gói quà, sau đó liền không có quá chú ý, bây giờ ngẫm lại lại là không nên. Mặc dù trong thân thể của hắn cái này bàn tay vàng chương trình, nhìn tương đối đơn sơ keo kiệt, nhưng cái này ba lô nếu như có thể dùng đến bỏ đồ vật có đôi khi cũng là cái rất lớn tiện lợi cất giữ rionin đem vừa rồi mua cái kia kỹ năng đĩa cd cầm trong tay trong lòng thăm dò tính mặt niệm một tiếng lập tức trong tay hắn đĩa cd biến mất không thấy gì nữa lại nhìn trước mặt phát ra huỳnh quang ba lô bản, trong đó một cái sáng lên ô nhỏ tử bên trong đúng là hắn vừa rồi lấy tay bên trên kỹ năng đĩa cd về sau ra ngoài thời điểm cũng không cần bao lớn bao nhỏ Rionin trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, như thế cái kinh hỉ nhỏ. Lấy ra, sử dụng, vứt bỏ, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong hành trang sáng lên ô nhỏ tử, đột nhiên bản bên trên lại bắn ra ba cái tuyển hạng, Rionin sửng sốt một chút, ngay sau đó cấp tốc thu hồi nụ cười trên mặt, xem ra cái này bàn tay vàng còn có rất nhiều công năng hắn không có phát hiện. Sử dụng, Rionin nghĩ nghĩ, thăm dò tính hướng trong đầu chương trình phát ra chỉ lệnh, trong nháy mắt, trước người hắn bản lại phát sinh biến ảo, biến thành hắn vốn có Pokemon liệt biểu, bất quá bởi vì hắn trước mắt chỉ có một con Pokemon nguyên nhân. Trong mục lục chỉ có Piggy một con Pokemon hiện lên phiên bản thu nhỏ ô biểu tượng biểu hiện ra. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa trương này kỹ năng để CD có thể cho Piggy sử dụng. Nhìn xem ở vào cao sáng trạng thái Piggy thu nhỏ ô biểu tượng, Rionin trong lòng mang theo vài phần may mắn cùng mong đợi nghĩ đến. Sử dụng. Rionin dùng ý thức tiếp tục hạ lệnh đến, trước mắt mô bản huỳnh quang lóe lên, lần nữa chuyển qua đến ba lô bản khối, bất quá cùng vừa rồi có chút không giống chính là, ba lô bản bên trong cái kia sáng kỹ năng để CD ngăn chứa, lại khôi phục trống không trạng thái. Thiết đẳng cấp, 6 thuộc tính, phi hành tính cách. Thông minh, cố gắng đặc tính. Sắc bén ánh mắt, tráng kiện cơ ngực, thể lực, 40 công kích, 46 phòng ngự, 40 đặc công, 35 đặc phòng, 35 tốc độ, 56 tổng hợp. 252 kỹ năng. Tác cờ, va chạm, sơ cấp, sen ác tác, tung cát, sơ cấp, goose, gió xoáy, trung cấp, quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, trung cấp, siêu uyên, cánh thét, sơ cấp, vậy mà thật học xong. Điều ra thiết ghi bản thông tin xem xét, phía dưới cùng kỹ năng một cột bên trong, tại trước kia bốn cái kỹ năng đằng sau, nhiều hơn siêu uyên, cánh thép, cái tinh này. Đây có phải hay không là nói, về sau muốn cho Pit ghi học tập kỹ năng gì, trực tiếp mua một trương kỹ năng để CD gia nhập ba lô, sau đó điếm kích sử dụng là được rồi. Rionin lúc này trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, chuyện đã xảy ra hôm nay thật là nhiều lắm. Buổi sáng thể dục buổi sáng thời điểm hắn phát hiện trong đầu của mình lại có một cái có thể nhặt thuộc tính bàn tay vàng chương trình. Giữa trưa cùng Daisuke tại Pokemon trung tâm đối chiến, cái này bàn tay vàng chương trình, vậy mà lại nhặt được có thể tăng lên tiết ghi tiên thiên cá thể giá trị ánh sáng màu đỏ tiền, trước mắt lại bởi vì hắn hiếu kỳ, hắn phát hiện chính mình cái này bàn tay vàng chương trình lại một cái đồ biến thái năng lực. Pokemon học tập kỹ năng là phi thường rườm rà phức tạp một cái quá trình, bình thường tới nói Pokemon phải học được mới kỹ năng, ngoại trừ tiên thiên di truyền, đẳng cấp tăng lên tiến hóa cũng đều là có thể tự nhiên lĩnh ngộ được mới kỹ năng trừ cái đó ra huấn luyện gia cũng có thể thông qua kỹ năng đĩa cd để pokemon học được mới kỹ năng kỹ năng đĩa cd cùng pokemon phẩm chất bên trên có sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp phân chia bất quá kỹ năng đĩa cd chất lượng đẳng cấp phân chia chỉ là để pokemon học được phía trên chỗ khắc lục kỹ năng một cái xác suất thành công khác nhau kỹ năng đĩa cd phẩm chất càng cao Pokemon có thể học được phía trên kỹ năng xác suất thành công càng lớn, đương nhiên loại này kỹ năng đĩa CD giá bán tự nhiên cũng liền càng cao. Hắn bàn tay vàng chương trình lại có thể để Piggy trong nháy mắt học được trương này hình ảnh bị hao tổn nghiêm trọng kỹ năng đĩa CD bên trên kỹ năng, vậy có phải hay không sau này hắn muốn để Piggy nắm giữ kỹ năng gì, trực tiếp mua một trương phẩm chất kém nhất kỹ năng đĩa CD, không nhìn xác suất thành công để Piggy 100% học được kỹ năng bên trên xem ra cái này đơn sơ bàn tay vàng chương trình, tác dụng so với ta tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều a. À. rio nin cười một cái nói, đối với tương lai lòng tin của hắn lại nhiều rất nhiều. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Thể dục buổi sáng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhị ca, xuống tới ăn cơm Trên bàn cô cô đồng hồ báo thức đi đến 9 giờ rưỡi, khi làm việc lão mụ rốt cục dẫn theo thức ăn nhanh trở về, bận rộn cả ngày, chỉ có cái giờ này lão mụ mới có thời gian càng nhiều làm bạn hai người bọn họ huynh muội. Mẹ, người báo sơ cấp nhà chăn nuôi chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách khảo thí, sắp bắt đầu đi. Ngẫn đầu nhìn không ngừng cho hắn cùng muội muội gấp thức ăn lão mụ, nin đột nhiên lên tiếng hỏi. Nhanh, ngay tại hết thứ ba. Celadon City có nhà chăn nuôi hiệp hội phân bộ, đây cũng là vì cái gì Celadon City chăn nuôi đường phố như vậy nổi danh. Chờ lão mụ ngươi thi đến nhà chăn nuôi tư cách về sau, sẽ lập nghiệp mở một nhà phòng chăn nuôi sao? Đối với vấn đề này, Rionin bình thường cũng rất thiếu cùng lão mụ giao lưu. Hoàn toàn chính xác có quyết định này, bất quá Rionin, chàng không cần quan tâm những chuyện này, mụ mụ chính mình sẽ xử lý tốt. Lão mụ lại hướng hắn trong chén kẹp một chút đồ ăn, cường độ cao công việc cũng không có đưa nàng đánh bại, Lão mụ trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn nhu cùng hy mỉm cười, cái này khiến hai huynh mùi tâm tình cũng đi theo biến thành sáng sủa rất nhiều. Ăn xong cơm tối, Kikiri rất hiểu chuyện hỗ trợ thu thập, để lão mụ có càng nhiều thời gian là tiếp xuống khảo thí làm chuẩn bị, mà ngày mai còn phải sớm hơn lên thể dục buổi sáng Rionin, cũng sớm nằm ngủ. Băng lãnh sương sương mù nương theo lấy trong sáng ánh trăng bao phủ mặt đất, vạn vật tại rét lạnh trong đêm đông đều lộ ra yên lặng rất nhiều, thẳng đến bảy. Tám tiếng qua đi, trên đường chân trời một màn kia ánh nắng nhảy lên, Celadon City phía bắc núi rừng mới dần dần trở nên náo nhiệt. Răng rắc. Nhẹ nhàng đem môn kéo lên, Rionin mang theo Piki lại ra cửa, bởi vì thể dục buổi sáng thời gian cũng không dài, bởi vậy Rionin quyết định đem điểm ấy thời gian dùng để giúp Piki làm đối chiến huấn luyện, nhiều nhặt điểm kinh nghiệm đoàn cùng thuộc tính tiền, đem Piki đẳng cấp nâng lên cũng là trước khi vào học hai tháng này hắn cần làm. Ô ô sáng nay bên trên gió so với thường ngày phải lớn rất nhiều thỉnh thoảng một trận gió thổi qua đến cuốn lên đường nhựa mặt bị hạt sương thấm ướt lá khô hai cái móng vuốt dẫn theo đá sỏi túi phụ trọng tuyết ghi đầu cánh lông vũ cũng trong gió rét run rẩy phát ra ô ô tiếng vang tuyết ghi bây giờ thực lực còn quá yếu đẳng cấp kỹ năng độ thuần thục kỹ xảo chiến đấu có thể nói từng cái phương diện đều cần gấp tăng lên chính là dạng này một đống lớn sự tình vượt trên đến mặc dù không nói là không có chỗ xuống tay nhưng tổng thể vẫn là để Rionin có chút lúng cuốn tay chân Từ từ sẽ đến đi, muốn mạnh lên đều phải một cái quá trình Rionin cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình Dù sao mình thu phục Tiki cũng mới hơn hai ngày thời gian Có được trong đầu cái kia bàn tay vàng chương trình Hắn tương lai đường đã so với người khác nhiều hơn rất nhiều ưu thế Tiki, cố lên nha Cô cô, Tiki mặc dù bởi vì là vừa thu phục không lâu nguyên nhân Thực lực còn rất nhỏ yếu nhưng hai ngày này nhiều thời gian ở chung xuống tới pitgy đối Rionin đã phi thường ý lại một người một sủng ăn ý càng là đang bay nhanh tăng trưởng đây coi như là giúp pitgy mạnh lên lớn giai đoạn trước bất tri bất giác bước ra một bước dài nhằm vào pitgy thực lực tăng lên giai đoạn trước chuẩn bị đến đã đủ nhiều trong lòng kế hoạch càng trở nên phi thường rõ ràng tăng thêm siêu uyên cánh thép chiêu này kỹ năng pitgy đã nắm giữ năm cái tuyệt chiêu ngoại trừ sen ác tác tung cát kỹ năng này Rionin không tính nhiều đi đào móc, tác cờ, va chạm, quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, gus, gió xoáy, siêu uyên, cánh thép. Rionin trong lòng định ra một mục tiêu, hai tháng này thời gian, cố gắng đem cái này bốn cái kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới cao cấp. Hô Nơi nới lỏng trên cổ khăn quàng cổ, đem tiết ghi trên móng vuốt đá sỏi phụ trọng gỡ xuống, lại đi tới hôm trước thu phục tiết ghi cái này núi rừng. Rionin thần sắc biến thành nghiêm túc lên, dù sau đây là có hoang dại Pokemon hoạt động khu vực. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao? Picky Celadon City ngoại ô phía bắc núi rừng mặc dù không có rừng rậm Viridian như vậy nổi danh, nhưng vượt ngang Pewter, Celadon, Cerulean ba cái thành phố cấp địa vực núi rừng, cũng làm cho người không dám khinh thị, ai cũng không thể không biết cái này thương u trong rừng rậm, giấu kín lấy như thế nào nguy cơ. Cô cô Trực tiếp từ giả ngoại thu phục thiết ghi, so với liên minh bồi dưỡng ra đến nhờ đưa cho người mới huấn luyện gia ngự tam gia Pokemon, trong tính cách nhiều hơn một phần giả tính, cho dù là biết ghi tính tình như vậy ôn hòa Pokemon cũng không ngoại lệ. Lúc này nghe được Trionin nói chuẩn bị chiến đấu, tiểu gia hỏa chấn vỗ cánh, mới vừa rồi còn có chút nhập nhẹm mắt buồn ngủ, lúc này biến thành sắc bén phi phạm, khác biệt hoàn cảnh thích hợp khác biệt hoang dại Pokemon nghĩ lại, rừng rậm nói như vậy đều là côn trùng, thảo, hệ phi hành Pokemon tương đối nhiều, đây chính là Pip ghi soát kinh nghiệm nơi tốt. Đi. Pip ghi vỗ cánh bay ở không trung, ánh mắt lợi hại rất là cảnh giác tìm kiếm lấy bốn phía. Lúc này chính vào mùa đông chi quý, núi rừng bên trong, đâu đâu cũng có lá khô, hàng phong giống như đao, bách thảo bẻ gãy, chém rụng thanh thúy tươi tốt, điêu linh sinh cơ. Ngắm mắt nhìn về nơi xa, màu xanh đen gò núi giống to lớn thú sóng lưng, ẩn phục tại lam mà trong suốt tia nắng ban mai bên trong. Thiết ghi, sử dụng quyết ác tác, điện quan nhất thiểm. Sáng sớm, núi rừng bên ngoài đã có thật nhiều Pokemon tại hoạt động, những thứ này Pokemon thực lực phổ biến yếu nhược, xem như cùng Pidgey cùng một trình độ, bất quá tại Pidgey có huấn luyện gia chỉ huy tình huống dưới, lại thêm xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, trên cơ bản đối phương cuối cùng đều sẽ trở thành Pidgey trưởng thành kinh nghiệm. Một con rác ta từ mô đất bên trong vừa chui ra ngoài, không nghĩ tới liền bị Pidgey tập kích, siêu uyên, cánh thép tối hôm qua mới vừa vặn học được, cũng còn không biết Pitgi có thể hay không rất tốt thi triển đi ra, bởi vậy Rionin như cũ để Pitgi dùng mình đã thuần thục nắm giữ kỹ năng công kích. Một thân mộc mạc lông nâu là Pitgi thiên nhiên ngụy trang, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một cái liễm cánh lao xuống, một chiêu không đúng tiêu chuẩn hình chữ Z lấp lóe va chạm, để rác ta, ta căn bản không có cách nào né tránh, thân thể nhỏ bé trực tiếp bị đâm đến té bay ra ngoài. Pitgi, quyết ác tác điện quan nhất thiểm. Dùng quyết ác tác, điện quan nhất thiểm, đem rác ta đụng bay tiết thân thể nhận lực lượng phản tác dụng, thân thể ở giữa không trung dừng lại một chút, mà Rionin bên này đạo thứ hai chỉ lệnh canh chuẩn thời gian vừa vặn truyền đến. Màu trắng huỳnh quang lần nữa từ trên thân tiết ghi tán phát ra, phản phất là nhị đoạn gia tốc. Tiết lần nữa hóa thành một đạo mũi tên, thẳng tắp đuổi theo rác ta đụng tới. Phanh Chi Chi liên tục tiếp nhận hai lần công kích, vừa sáng sớm còn không có ăn rác ta Chi Chi kêu to hai tiếng, móng vuốt nhỏ run rẩy giống như đạp mấy lần, quả quyết hôn mê bất tỉnh. Đinh, kinh nghiệm 13 đinh, thể lực về một đinh, lực lượng về một rác ta vừa mất đi năng lực chiến đấu. Mù sương một đoàn nhỏ sương mù từ rác ta ta trong thân thể thăng lên, cùng lúc đó còn có hai cái phát sáng tiền xu. Bất quá lần này không có hôm qua giữa trưa vận khí tốt như vậy, lần này nhặt được là bình thường nhất hơi mờ ánh sáng trắng tiền xu, mà không phải có thể gia tăng thiên phú cá thể giá trị màu đỏ thuộc tính tiền. Bất quá tiết ghi phương thức công kích còn cần cải biến một chút, nhất có lực sát thương mỏ nhọn cùng móng vuốt đều không có hoàn toàn lợi dụng. Trận chiến đấu này kết thúc, Rionin trên mặt cũng không có quá lớn vui mừng, ngược lại có chút như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.